rồi mấy con nghỉ không, để rồi thầy còn làm công việc nữa, rồi ngày mai chủ nhật nghỉ không cái gì con. Bây giờ ai chưa có đó, thầy cháu con chưa có. Bây giờ thầy cũng mới có được bao nhiêu đây chứ còn nhiều lắm, nhưng mà điều kiện là chưa sáng. Rồi mấy con phát gì thầy, người nào mà phát trước rồi người nào hôm rày đó thì Phật tử họ cứ về già họ xin ba cái cô này. Không biết thầy nhường cho mấy bên cư sĩ trước đi, đây đây là mình chịu hẹp trước đi. Rồi rồi chưa chưa thầy chưa, quý thầy chưa đâu, quý thầy người nào cũng trí tuệ hết mà cần gì phải đọc. Con học là thầy cái thầy đó sửa lại được chưa, cái gì con vấn đề đó sửa lại được chưa, coi như là chưa có sửa con ơi, chỉ có bằng cũ đó thôi, không có ai có làm gì nữa. Cái này có một lần con nghe người ta nói chuyện, cái chuyện vô ngã thiền pháp, vô ngã thiền pháp của vô ngã ác pháp, thì người kia bảo tôi có Phật tánh mà Phật tánh tôi làm sao mà ác pháp được, thì như vậy nó khác nhau thế nào thế. Phật tánh của ông thì nó ở trong tưởng mất rồi, còn ở đây tôi là con người có thiện có ác à, cho nên tôi phải chấp nhận thiện, cho nên vì vậy mà hữu ngã thiện pháp mà vô ngã ác pháp, chứ nếu mà nó hữu ngã ác pháp nữa thì chắc tôi khổ. Nghĩa là tôi muốn giải khổ thì tôi hoàn toàn tôi ở trong thiện, cho nên như vậy mà tôi phải xả cái ngã ác của tôi ra thì như vậy là tôi mới giải thoát. Còn ông nói cái chuyện mà không thiện không ác đó thì chắc chắn là ông ở cõi nào rồi, chứ còn ở cõi người này không có cái điều đó đâu. Cho nên mình trả lời vậy thôi, cái đó là cái cõi tưởng của mấy ông thôi, còn tánh của ông là cõi tính tưởng. Mấy ông tu tới đó rồi mấy ông sẽ biết thôi, chứ còn tôi giờ không nói đâu, còn tôi ở trong thiện quá cũng ai làm động tôi giải thoát tôi được rồi. Cái này cái đúng cái đắng của tôi, chính tôi là con người, tôi không muốn biến tôi thành ông thần ông Phật chỗ nào hết à, tôi chỉ muốn con người tôi không làm của mình của người là đủ rồi. Ở trong thiện đạo Phật là đạo chư thật mà, đạo để biến con người mình nay nơi cảnh thế gian này mà sống được giải thoát, biến cảnh thế gian này là cực lạc thiên đàng chứ không có cần đi chỗ nào cả. Sân si truyền cái và sân si kiết sử nó rất rõ. Cái truyền cái là cái màn ngăn che chúng ta không thấy cái sân si của chúng ta đâu, nhưng mà nó lộ cái tướng nó ra. Ví dụ như bây giờ si nó lộ cái tướng ra, nó gục tới gục lui buồn ngủ là cái tướng nó ra rồi, nó là kiết sử rồi. Kiết sử là cái dây nó hiện, nó trói chúng ta, nó gục, nó méo kéo cái đầu chúng ta gục xuống, gục lên, ngửa tới ngửa lưu gục, đó là si. Cái tướng của nó hiện ra đó là kiết sử, còn cái tướng nó chưa có hiện ra gì hết á thì nó ở ngầm ở trong tâm của chúng ta, nó có cái trạng thái lười biếng là cái si đó, đó là truyền cái. Hiểu như vậy chưa? Bây giờ sân cũng vậy, người nào nói tôi tức giận tôi sân ngầm mầm nữa, tức quá tôi muốn chửi người ta đó, ở trong bụng tôi nó mặt tôi nó đỏ ké lên mà tôi muốn đánh người ta đó, đó là kiết sử. Còn cái sân mà truyền cái thì hiện giờ tôi có sân nhưng mà không có tướng nó lộ ra thì đó là truyền cái. Nghĩa là bây giờ trong chúng ta đây người nào cũng có cái sân truyền cái hết, nhưng mà bây giờ không có ai mặt đỏ, nhưng mà tới cái kiết sử thì cái mặt đỏ lên rồi, thì hiểu như vậy là biết cái tướng nó hiện ra nó đang sân đó thì đó là kiết sử. Còn nó không thấy cái tướng sân nó ra thì cái đó mấy người đã đang sân truyền cái, nó chôn vùi nó ngủ ngầm ở trong đó. Như khi quán thực phẩm bất tịnh, quán sâu thấy thực phẩm là ớn, ăn không được, vậy vị ấy có tác ý ngược trở lại hay không? Mình quán mình ớn mình không ăn rồi thôi, tới đó mình dừng lại đừng quán nữa cái rồi mình nghỉ không ăn luôn thì mình đi chầu với dương luôn. Bởi vì không ăn là mình quán tới mình nhàm chán rồi thôi mình đừng quán nữa. Ngày xưa mà quán cái thân vô thường, cái thân bất tịnh, cái thân vô thường thì có một số vị tỳ kheo người ta thấy cái thân của người ta tự tử, người ta chết thì Đức Phật cấm. Mình quán tới đó vừa đủ thôi chứ mình đừng quán quá, thành ra mình nhàm chán quá rồi mình không còn. Cái mình mượn cái thân mình tu chứ. Mà hôm nay mình có cái thân này là phải có một cái sự chết của cái loài khác. Như mình ăn chay thì những cái loài thảo mộc như là cây rau cải rồi đó, nó có sự chết của nó mình mới sống. Do đó vì cái sự sống của chúng ta để tu chứ không phải sống để mà sống, để mà ăn. Cho nên chúng ta sống để nỗ lực chúng ta ra khỏi cái thân nhân quả, nó không còn chi phối chúng ta được. Cho nên chúng ta mượn cái sự sống của chúng ta thì trong đó nó có cái sự chết của các loài vật khác, các cái loài thảo mộc khác. Nhưng mà chúng ta quyết tâm là nhờ đó mà chúng ta vượt ra cho khỏi cái sự sống trong cái sự chết. Có cái chỗ này sống thì có cái chỗ kia chết. Cho nên ở cái thế gian này cái đau khổ lắm,
đau khổ. Cho nên cái người mà xét cuối cùng mà xét về mà sự sống chết á, thì chúng ta quá rõ ràng. Bây giờ thân chúng ta có được sống là chúng ta phải ăn, mà bây giờ chúng ta không ăn loài động vật thì chúng ta phải ăn thực vật. Do đó chúng ta sống là phải có cái sự chết của thực vật. Vì vậy mà chúng ta biết rằng mình không thể nào mà mình cứ mang cái thân này từ kiếp này đến kiếp khác để cái sự sống của mình là có sự chết. Cho nên mình quyết định mình phải ra khỏi cái thân sống chết, cái thân sinh tử này. Hễ có sanh thì phải có tử, mình sanh thì có kẻ khác tử, có vậy thôi. Cho nên vì vậy đó mình phải nỗ lực, mình mượn cái thân này để mình ra khỏi cái sự sinh tử, chấm dứt sinh tử. Cho nên mình nỗ lực, mình tu tập để ra khỏi, thì như vậy nó mới đúng nghĩa. Còn quán thực phẩm bất tịnh thì đừng có quán, mà tới cái mà ớn không muốn ăn mình quán để cho mình nhàm chán, mình thấy nó không còn thích, không còn thích ăn nữa thôi được rồi. Còn con ớn mà con ủa thôi rồi, trong thấy đồ ăn thấy cơm mà ủa ói rồi thôi, nó nuốt không vô rồi chắc sữa tiêu rồi. Cái kiểu này sắp tiêu chết, quán cái kiểu đó quán tới chết rồi. Còn tức là thầy tâm tiền cái với tâm tâm ý, hai cái này nó khác nhau. Cái tâm tiền cái là nó chưa, cái ý nó chưa khởi không, cái tâm tiền cái là cái trước, nghĩa là trước khi cái ý mà khi có năm dục tưởng dưỡng nó khởi lên, nó thấy nó bắt đầu cái ý nó khởi lên thì cái sân của ý nó khởi lên. Ví dụ như bây giờ đó, có người đã chửi mình mà cái ý nó không khởi lên thì nó không sân không, mà cái ý nó khởi lên nó sân thì ngay đó là cái sự nó xỏ mũi mình là được. Cho nên cái tiền cái thì chưa thấy mặt nó đâu, nhưng mà người ta chửi mình cái mình khởi lên tức giận liền, cái ngay đó thì tiền cá nó xỏ cái sân, tiền cá nó vô xỏ mũi mình, giận ầm ầm lên liền, nó xỏ mũi mình, nó kéo gịch cái đầu mình xuống sân lên, nó bảo mình sân mạnh lên. Cái tiền cái thì cái kiết sử nó mạnh lắm, còn cái tiền cái thì nó chưa có gì hết, mà cái ác pháp nó tác động vô, cái ý bắt đầu khởi, mà cái ý không khởi thì cái tiền cái nó nằm im, cái sân tiền cái nó nằm im. Nếu cái ý mình không khởi thì coi như là, cho nên vì vậy mình làm chủ cái ý đó, mình tỉnh thức. Cho nên vì vậy mình nghe người ta chửi chứ mình chưa sân đâu, mình chậm. Còn cái sân nó mạnh quá, nó nhanh quá, vừa họ mở miệng ra họ chửi mình chó cái là thời nó lẹ quá. Đó là cái sân nó nhanh quá mà cái tỉnh thức của mình nó chậm. Cho nên cái ý tỉnh thức của mình nó chậm, cho nên buộc lòng mình phải tập tỉnh thức. Cho nên cái ý mà nó được tỉnh thức rồi, người ta chửi chưa giận đâu, nó chưa giận rồi. Cho nên mình kịp thời đó có hết. Còn cái ý mình nó chậm quá, nó mất tỉnh thức, nghe người ta chửi nó mất tỉnh thức rồi. Cho nên cái ý nó cái sân của ý á, cái sân mà của thập thiện là cái sân của ý, tham sân si của ý á. Mà nếu mà tu tập được cái ý nó tỉnh thức rồi thì nó không có sân rồi, cái tiền cái nó, cái kiết sử nó không vô được nữa. Còn cái tiền cái nó nằm đó mà nó không vô được nữa thì coi như nó cái tiền cái nó bị quá vậy, nó tiêu rồi. Cho nên tỉnh thức là nó tiêu cái tiền cái rồi. Mà thầy là xong là mình chậm ngay chỗ cái ý chứ không phải như chậm ngay chỗ tiền cái. Tiền cái đó nè, bởi vì tiền cái đâu có chậm nó được không? Mà mình thường nhắc, mình thường dắt để cái tâm mình tỉnh thức của mình, ý tỉnh thức. Tâm như cục đất ly tham ghi đi. Để khi người ta chửi cái bắt đầu nhảy ra, nó tâm như cục đất cái bắt đầu ý nó nhớ đó. Nó mới tỉnh. Bởi vì phương pháp tu nó có bài bản chứ, mấy con tưởng muốn cho cái ý nó tỉnh nó đâu có dễ đâu, nó phải nhờ cái pháp tịnh ý để nó ngăn chặn cái tiền cái nè, cái tiền cái, chứ không kéo cái ý nó vừa phóng ra cái tiền cái nó lộ mặt thì kiết sử nó vô, nó sổ mũi, cái sổ mũi mình nó lôi. Nó lôi cũng như con trâu mà có dàm vậy đó. Lúc bây giờ đó thân thì bắt đầu cứ thỏa mãn cái thân thôi, lúc bây giờ đấu đá chứ không thua ai nữa. Cho con hỏi rồi, câu chuyện này nó ngoài hơi cái sự thật của mình. Như con trâu dùng cái trí khôn ngoan mình bắt nó đi làm việc cho mình, không trả lương, mà khi nó già nó yếu đi không nổi mình đánh đập kèm cho nó đi cho mau, nó con trâu này làm biếng vậy, có phải là người khác hay là cái nó đâu có vô nó lãnh cài ruộng cho mình mà hồi đến dầm sống mình bắt nó tài ruộng cho mình không phải. Thật sự ra thì coi như là mình ăn của đằng na thí chủ, mình không tu được á thì mình sẽ làm con trâu đó. Bây giờ chúng mới đánh bắt mình làm. Nói thì nói vậy chứ sự thật nó như thế này, là cái người chủ mà nuôi trâu, thường thường con nghe cái câu cái bài ca dao mà của cái người nông dân của mình: trâu ơi ta bảo trâu này, trâu ra quầy ruộng trâu cài giữa ta, cái cài giống người nông gia, ta đây trâu đấy ai mà quản không. Sự thật là con trâu với cái người nông dân là đôi bạn, người ta thương yêu lắm. Rồi thậm chí như là nuôi trâu đó mà người ta làm cái mùng, người ta giăng cho nó để mũi cắn nó, người ta chăm sóc con trâu như người bạn. Còn mình á thì thật sự ra đó,
thì có nhiều người họ không có, họ bắt con trâu cài, họ đánh đập đủ thứ hết, nó đi chậm, nó mệt, nó đói, nó trưa rồi mà đánh đập nó dữ lắm. Mấy người đó ác lắm, họ không thương. Mình có được cái lúa, cái hột gạo mình ăn là cái công sức con trâu rất lớn. Còn nó ăn gì thả ra rồi cho nó ăn qua cái cỏ ngoài đồng. Mình có siêng năng á, mình thương thương mình cắt được vỏ cỏ. Còn nếu không á, thôi mày ăn đại, mày sớm ngày mai cày nữa. Thật sự ra cái nông nghiệp của chúng ta nó thấm thía được con trâu với cái con trâu với cái người nông dân không? Tình nghĩa lắm. Mình bắt nó càng cày ruộng rồi mình ăn rồi vậy cũng mang tội không? Nó tội gì? Hồi đó mình ăn người ta quá trời rồi, bây giờ nó mới làm con trâu chứ đâu phải chứ không. Nhân quả bà con cứ nhìn nhân quả để biết. Mình ăn quá trời, nhất là mấy ông thầy mà tu tập ở trong chùa là thành trâu hết. Thầy nói thật sự, mình tu mình làm cái gì đây cho người ta lợi? Thì bây giờ phải làm trâu được cài cho mấy người Phật tử. Còn không là bây giờ nó trâu bò không cài nữa. Thì mấy ông thầy này họ tu, họ có làm gì thì họ còn tham si thì tương ưng. Họ sẽ sanh ra làm mấy đầy tớ rồi sáng rồi phải dọn hàng, dọn này kia rồi. Lơ mơ thì bà chủ này bà chửi tôi thăng đó. Không, thầy nói thật mà. Mình phải trả cái của đằng na thí chủ chứ đâu phải mình nhân, mình ăn của người ta bụng mình tránh khỏi ha. Rồi mình phải mang cái tội, mình bắt nó làm việc, mình không trả nó, mình không trả lương cho nó, cho nó an tâm của mình. Thì nhân nào quả nấy à. Con thí dụ như con bây giờ nó trả cái quả của nó là nó phải cài ruộng cho con, mà con biết thương nó, con chăm sóc nó này kia thì cái nhân đó con sẽ khỏi. Mà con không khéo con tạo cái nhân ác, con tiếp tới được nữa sao con sẽ làm tôi tớ người ta, nó cũng quất đánh con như trâu. Chứ con khỏi đâu. Cái chuyện mình làm là cái nhân nào thì quả nấy, thì con đã học nhân quả rồi thì không có chạy đâu khỏi hết. Cho nên vì khi biết nhân quả rồi đó, mình biết là con trâu là nó cài, hoặc là cái người tôi tớ trong nhà của mình ngọt ngào từng cái lời nói ái ngữ của mình an ủi, mình cho thêm tiền bạc này kia, cái công lao của nó giặt dĩa lo cơm nước của mình giúp đỡ nó bằng cách này này, tức là cái nhân quả thiện không. Còn nếu mà con không biết, con ke re cắt rắc trả lương nó mà còn bớt tới bớt lui này kia, còn đánh đập nó đủ điều hết, còn sai dặn nó đủ thứ hết, thì coi chừng á, nhân nào thì quả nấy, là không khỏi á. Xác minh ra làm cái máy cài để cài rồi đâu còn cài trâu nữa thưa thầy, vậy cái nhân quả đâu còn. Này thì nó không còn trâu thì nó thành đâu tớ, nó thành lính rồi, cũng chạy vòng vòng vô đó thôi, không có đặng đâu. Bây giờ bởi vì bây giờ đó mình phát minh ra cái cài cho nó nhanh chóng thì con trâu bây giờ nó chỉ thịt thôi, nó không còn gì nữa hết, nó không có làm cái chuyện đó, là nó thoát thiết cái chuyện đó. Nhưng mà nó sẽ làm cái chuyện khác, nó trả nợ. Bây giờ con bây giờ nó con ví dụ như con ngồi không con ăn con tu đi, con trả nợ đàn na thí chủ như thế nào? Thực ra là con cũng phải con tiếp tục con tái sanh, con phải làm công nhân cho một cái ông giám đốc nào đó, ông đó bóc lột con tận dương cắn con, thay vì trả con triệu ông trả chừng 500 à. Thầy đủ biết là mà con ổng bắt con rằng rồi coi con làm chứ dữ tợn chứ đừng có để con ngồi không nữa. Mà nếu con không làm thì con chết đói. Bây giờ nông nghiệp thì đâu có còn làm nữa được, cho nên buộc lòng con phải làm công nhân. Mà làm công nhân thì chúng sai thôi, bối cái đầu của con. Thì con cũng ăn sao nở vậy phải trả thôi chứ làm sao con chạy đâu khỏi. Mà rồi cái người ta thì có người có phước, người ta gặp cái ông giám đốc đó, ông thương, ông trả tiền lương cao. Còn con á, sao lại đi tìm mấy cái chỗ đó người ta không nhận, mà cứ có mấy thằng cha được. Quá rít rắm như thế này mà nó nhận con vô làm thì tại con hồi đó sao nó mới vậy chứ. Cho nên nhiều người ta làm thì người ta lương hướng đầy đủ, còn có người vô cái sở nó làm cái ông giám đốc này nó khe ra cắt cắt một kinh kích gì đối với công nhân, nó lường từng đồng từng xu từng cắt. Cái phước của con nó tập trung vô cái số người này, số người mang nợ cho nên phải trả nợ đấy. Thế con thấy bây giờ nó công ty xí nghiệp thì nhiều, chứ mà cái người mà vô cái chỗ đàng hoàng ít lắm, cái chỗ bốc lột rồi. Cho nên cái tâm của chúng ta tham lam thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đó. Vậy là người dân phía Việt Nam, phía Đông Dương mình hồi đó làm cái tội gì cho nên bị phát nó bắt nó cai trị phá 10 năm rồi thầy. Thế sao? Nó hiểu không? Nhân quả là sao nó qua để cai trị được? Mình cũng là độc địa lắm chứ, mình cũng bắt ba dân chim thành, mình cũng đài ải nó tự mất nước luôn, con không thấy sao? Cả cái nước Campuchia mà mình lấy gần hết nước người ta không thấy sao? Mình làm riết người ta ở không được. Thì như vậy là pháp cai trị mình cũng vừa chứ, mình cũng đâu có phải vừa. Việt Nam mình cũng ghê lắm, thua Tàu, thua Pháp chứ còn mình có thua Chiêm Thành, mình có thua Campuchia đâu. Mình cũng đàn áp người ta, mình làm ta mất nước thôi chứ bộ. Bây giờ còn có nhóm dân của người ta thôi mà coi như là
kế hoạch quá gia đình, trời đất ơi, nó không có đẻ được nữa. Lẽ ra cái dân người ta thiểu số cho người ta được một vợ chồng, người ta đẻ 5-7 đứa con, nay cũng cho có 2 đứa, có chết người ta không? Dân người ta sắp diệt chủng rồi nữa ở đó. Con thấy cái nhân quả mà, chứ đâu phải vừa đâu. Thầy nói thật sự, cái gì nó cũng có cái nhân quả hết. Mà cái nước, ví dụ chim thành nó bị diệt, nó cũng là cũng độc đáo lắm chứ đâu phải không độc. Ghê gớm lắm chứ. Những cái bà la môn của nó cũng độc lắm chứ đâu phải là thường. Cho nên thầy nói thật sự đó, ví dụ bây giờ đó, cái nước Ấn Độ là cái nước của Đức Phật, Đức Phật sinh ra ở đó. Mà cái dân Ấn Độ bây giờ nó khổ sở đến cái mức độ đó này con biết. Nó bẩn thỉu, nó dơ dái, bẩn như cái cách thức đó. Mà Đức Phật đã dạy vệ sinh như thế nào chưa? Thế mà bây giờ dân nó không biết. Thì như vậy rõ ràng là cái dân nó ở nó không có đạo đức. Mà nó không đạo đức là do gì? Nó diệt Phật giáo tại nước nó mà nó đâu có để. Cho nên nó phải mất cái đạo đức. Nhưng mà không ngờ khi nó đến Việt Nam của mình, nó triển khai được những cái chương trình học tập đạo đức của nó. Thì đây là cái phước của dân tộc mình. Tuy rằng mình có ác, nhưng mà trong ác mình có thiện chứ không phải. Không phải là mình toàn ác hết đâu. Cho nên mình còn đỡ một chút nữa. Nhờ ở tinh thần của dân tộc của mình, nó có một cái tình, có một tình sâu sắc. Mình thấy dân tộc mình có cái tình sâu sắc đó. Chứ nó đâu phải thường đâu. Ví dụ như mình biết ông bà cha mẹ, mình biết, con biết cái dân tộc mình ở ngoài Hà Nội, một cái dòng họ của họ mà có người nào mà bị người ta ăn hiếp là cả cái dòng họ người ta đang bên hết, người ta đánh sạch rồi. Nó có cái tinh thần đoàn kết mà dữ lắm á. Mà chứ không phải là như miền Nam mình á, thì dân miền Nam mình nó chiều chiều, nhà nào bị nhà kia ăn hiếp thì mình cứ ngó chơi thôi chứ còn không phụ đâu. Còn miền Bắc họ không có đâu, họ tập trung, họ có đoàn kết nữa. Cho nên ở đây cái dân tộc của mình là cái dân tộc rất tốt đó. Thật sự ra sau những cuộc chiến tranh, dân tộc mình cũng có hao hết, nhưng mà về cái tinh thần mà đạo đức dân tộc mình, nó tiếp thu cái đạo đức của cái như Trung Hoa nó đưa qua Việt Nam mình, thì nó tiếp thu được cái đạo đức của Khổng Mạnh. Rồi Pháp nó đưa vào đây, mình cũng học Pháp, mình cũng tiếp thu được những cái hay của Pháp chứ đâu phải. Còn những cái xấu của Pháp thì mình không có tiếp thu đâu, mình bỏ. Cho nên cái con người Việt của mình nó rất tốt. Thì do nó mà cho đến cuối cùng nó tiếp thu cái Phật giáo, mà đến đời nay, đến thời đời thầy mà thầy dựng lại cái đạo đức nhân bản nhân quả, là dân tộc chúng ta có phước lắm. Nếu mà thầy một cái nước nào đi nữa thì cái dân tộc này có được như ngày hôm nay mà chúng ta có được những cái lớp học này đâu. Cho nên thầy thấy rằng dựng lại cái nền đạo đức của Phật giáo là một cái hạnh phúc lớn cho loài người. Mà dân Việt Nam của mình có người đứng ra dựng, mà lại dựng lại, đầu tiên dựng lại cái đạo đức này. Các con thấy từ khi Đức Phật đến giờ, có bao giờ mà người ta hiểu rằng Bát Chánh Đạo là 8 cái lớp như vậy đâu. Cái chương trình học, cái giáo trình học mà cái lớp chứng kiến học như vậy đâu, họ có nghĩ đâu. Họ nói định vô lậu là họ cứ dạy định vô lậu thôi, chứ họ có nghĩ rằng đây là phải triển khai cái tri kiến của người ta không? Bằng chứng thầy triển khai thì mới thấy rằng cái tri kiến của mấy con về vô lậu, mấy con là xuống không. Hiểu lam nham, hiểu chung chung chứ chưa phải đi sâu. Mà triển khai rồi mới thấy được cái chỗ hiểu của mấy con chứ. Bởi vì có học, có hiểu, có đào tạo mấy con mới có được cái tri kiến đó chứ. Còn không kéo mấy con hiểu chung chung thôi thì làm sao mấy con được cái chỗ mà vô lậu được. Đó, thì cái lớp học của chúng ta sẽ triển khai, và từ đây về sau chúng ta có cái giáo trình học tập của nó rồi. Nó làm sao mà sai được. Bây giờ những cái bài vở của mấy con học, mấy con viết, đó là cái giáo trình sau này mấy con sẽ gom góp những cái đó mà con sẵn được cái giáo trình, thì nó cụ thể, nó rõ ràng quá, còn gì nữa. Nó hiện ra bây giờ thầy đã sẵn ở trong cái đầu của thầy, phải dạy mấy con cái bài gì rồi. Nhưng mà nó chưa thành sách vở. Nhưng bây giờ mấy con làm rồi thì nó đã thành ra cái giáo trình rồi, chứ còn gì nữa. Mấy con thấy từ mấy con học cái bài nào đầu tiên cho đến bây giờ cái tâm xã vô lượng tâm của mấy con là cái bài cuối cùng của cái lớp chánh kiến rồi, mấy con biết chưa. Cho nên nó là cái giáo trình của người ta đàng hoàng, chứ đâu phải là muốn học ngang xương chỗ nào được đâu. Đó, mấy con thấy tại sao thầy không dạy cái đạo đức nhân bản nhân quả của con người trước, mà thầy dạy thảo mộc trước, nhân quả thảo mộc trước. Tại vì cái chương trình học nó phải như vậy, chứ nó không thể nào mà cái kia trước được. Cái con thấy nó phải đi lần lượt từng cái bài học chứ. Mà tại sao thầy không dạy tâm xã trước mà lại dạy tâm xã cuối cùng? Nó phải theo đúng cái giáo trình, cái 37 phẩm trợ đạo của Đức Phật. Đức Phật nói tứ vô lượng tâm, tâm từ bi hỷ xã, chứ bao giờ mà nó xã trước đâu giờ. Cho nên thầy theo đúng cái lộ trình của Đức Phật dạy, đâu có làm sao ra được. Đó thì bắt đầu mấy con thấy chưa, mình học nó có đàng hoàng rồi. Bây giờ tới lớp chánh tư duy mấy con chưa hiểu cái giáo trình lớp chánh tư duy tu như thế nào, nhưng rồi mấy con sẽ thấy cái giáo trình của nó sẽ học cái gì tu cái gì.
Bây giờ nó khởi sự, nhưng mà vô rồi mấy con sẽ thấy cái giáo trình của nó. Còn bây giờ học cái lớp chánh kiến rồi, mấy con mới hiểu được cái giáo trình rồi chứ gì. Bây giờ tới cái lớp chánh tư duy, thầy không nói trước đâu. Bởi bài vở thầy đâu có bộ giáo dục đâu sẵn sẵn. Cái bộ giáo dục của thầy nó nằm ở trong cái đầu nè. Thì bây giờ cứ lấy ra mà dạy thôi, có gì đâu. Nó ở trong đầu của thầy chứ đâu cần phải một cuốn sách đâu. Lẽ ra thì thầy trước khi mà mở cái lớp này, thầy có thì giờ. Bởi vì thầy thấy cái tuổi đời của mình nó sắp hết rồi. Mà nếu mà để mà soạn thành cái giáo trình cho 8 cái lớp này xong đó, thì thật sự ra mà nếu mà soạn xong rồi thì cái người mà của thầy mà để mà tu chứng, mà để mà đứng lớp để dạy thì chẳng có ai. Thì soạn ra rồi người ta cũng vẫn bỏ. Nó mất công thầy. Tốt hơn bây giờ vừa đào tạo mấy con, vừa giảng dạy cho mấy con, vừa ở trên cái giáo trình này dạy cho mấy con. Thì do đó nó còn tiện lợi, nó ngắn cái thời gian hơn. Và có những cái người, ví dụ bây giờ cái lớp mà mấy con học lên cái lớp chánh tư duy này, mấy con tu xong cái lớp chánh tư duy này, thì bây giờ ở kia nó có cái trung tâm an dưỡng, thì đề cử mấy con về đó, mấy con nhận dạy lớp chánh kiến, mấy con bây giờ dạy được rồi. Mấy con dựa theo cái giáo trình này mấy con dạy người ta lớp chánh kiến được rồi. Các con thấy chưa, thầy đào tạo cho mấy con đứng ra dạy được mà. Nhưng mà cái thân giáo của mấy con chưa xong, cho nên vì vậy mấy con phải ở trong cái lớp chánh tư duy này mấy con học. Đây bây giờ nội đây mấy con, ở đây mấy người, mấy con biết mấy người đứng ra dạy lớp được không? Đó, ví dụ như mấy con hầu hết là mấy con viết bài nó. Cái người nào mà thầy đề cử ra mấy con đi dạy, còn mấy con dạy sai luôn. Không bao giờ sai trong cái giáo trình này đâu. Nghĩa là mấy con dạy lớp chánh kiến được rồi. Còn mấy người còn yếu, làm bài, viết bài chưa được thì thầy chưa cho mấy con ra dạy đâu. Bởi vì mấy con chưa có cái khả năng mà viết cho nó mạch lạc, cho nó lập thành cái dàn bài cho nó cụ thể. Rồi đến đó rồi mấy con, học sinh nó hỏi mấy con không biết làm sao trả lời được. Còn như mấy con mà hiện giờ đó, thầy mới đưa ra mấy, học những cái người tu mà học về cái lớp chánh kiến, hỏi gì mấy con cũng biết trả lời trên lớp chánh kiến đó. Hỏi cái dàn bài sao, cách thức như thế nào mấy con gợi ý ra được hết. Không có chỗ nào mấy con biết đó. Thì mấy con thấy chưa, cái lớp đào tạo của thầy mà đào tạo những cái con người để đứng ra dạy đạo, chứ không phải là đào tạo con người để rồi đào tạo xong mấy con chết, mấy con nhập diệt, mấy con đi luôn. Không phải, chương trình của thầy mà nó như vậy đó. Cho nên vì vậy mà mấy con chưa có thâm sâu được thì mấy con phải lớp chánh kiến chưa có rồi thì mấy con phải ở lại tu học cái lớp chánh kiến. Nó không đơn giản, nó không dễ. Nhiều khi mấy con viết bài nó chưa có đầy đủ, có nhiều người viết tâm xã chưa đầy đủ, nhiều người viết tâm từ chưa có đầy đủ, nhiều người viết tâm mi chưa đầy đủ, chưa hết, còn nữa mà chưa hết, viết chưa đủ, còn có người viết đầy đủ. Nó phải có cái pháp hành ở trong những cái phương pháp đó để mà áp dụng vào cái đời sống của lớp chánh tư duy để mà tả tâm, chứ không phải là nó thiếu. Bây giờ mấy con viết cái bài nhiều khi mấy con nói mà cái pháp hành nó không có, mà nó không có tức là mấy con làm sao mấy con biết áp dụng cái đó để mà con tả cái tâm của mình. Cho nên bài nào mấy con cũng có pháp hành hết, nhưng nếu mà thiếu pháp hành là mấy con không biết cách. Như cái lớp chánh tư duy thứ hai thì khi nào ví dụ sao chỉ một thời gian thì vài tháng thôi chứ không có phải đợi đến tháng 10 tới. À, cái lớp nào, cái lớp chính đi? Chính đi gì thứ hai, nhưng là cái lớp chính đi gì mà những người ở lại. À, những người ở lại đó thì coi như là họ sau 3 tháng hay là sau 3 tháng để cái lớp chính tư duy được lên thầy theo dõi cái lớp chính tư duy, thì những cái người mà còn ở lại đó làm bài đó thì họ cứ làm bài, làm cho đúng từ cái bài mà nhân quả thảo mộc cho đến cái bài mà xả tâm vô lượng đó, họ phải làm lại hết những cái bài của họ. Tức là họ ở lại là tức là có nhiều bài họ làm chưa có được, cho nên buộc lòng họ làm lại. Còn cái lớp chánh tư duy á, thì mấy con đang học thì thầy theo dõi, còn những bài họ thì thầy không có chấm nữa. Đợi đó cho đúng tới cái tháng 10 mà sắp sửa mở đó, thì trước đó 1 tháng hoặc là 2 tháng thầy sẽ chấm bài của mấy con hết. Nếu được thì các con sẽ lên lớp chánh tư duy mấy con tu, còn không được thì mấy con ở lại tu học với cái lớp mới vô, cái lớp chánh kiến. Nghĩa là coi như là mấy con ở lại trong cái lớp chánh kiến, nhưng mà mấy con rèn luyện cái tri kiến của mấy con ở trong những cái tháng này. Còn những người mà mới vào đây á, thì họ tiếp tục, họ cũng làm bài với mấy con, nhưng mà mấy con chỉnh đốn lại những cái điều sai của mấy con, điều mà chưa có thấu triệt của cái lớp chánh kiến, thì mấy con ở lại mấy con làm bài cho nó thông suốt, nó thấu triệt được rồi, thì chừng đó mấy con mới được lên lớp chánh tư duy. Thì trong khi tới tháng 10, trước tháng chừng 2 tháng thì thầy sẽ đọc lại tất cả các bài của các con
đưa thầy thầy đọc lại, thì kiểm tra nếu mà người nào mà có đủ cái chứng kiến, có đủ cái điều kiện mà thì thầy cho lên lớp chánh tư duy, thì cái lớp chánh tư duy này đó họ sẽ đi lên lớp khác làm chứ không có chánh tư duy này. Thì do đó chúng ta lại còn có một cái lớp chứng kiến, một lớp chánh tư duy, à, rồi cái lớp mà cái lớp mà chánh ngữ, nó đi lần mà nó đi lần lên nó có lớp, nó không có mất. Chứ bây giờ cái lớp chánh tư duy lên lớp chánh ngữ rồi, bây giờ mấy con còn ở lớp chánh kiến mà, thì như vậy là cái chánh tư duy nó không có, cái lớp kia nó lên chánh ngữ rồi, nó đâu còn ở chánh tư duy nữa. Cái chương trình người ta tu học nó vậy, cho nên nó còn bây giờ mấy con ở lại, mấy con làm thì sau khi mấy con làm xong thì cái số người này được lên cái lớp chánh tư duy, thì lớp chánh tư duy nó vào chánh ngữ rồi, nó thành ra nó thành hình từng lớp rồi đó mấy con, nó có từng lớp rồi. Rồi do đó thì cái lớp chánh kiến là cái lớp mà mấy con còn ở lại mà làm bài chưa được, thì mấy con còn ở lại cộng với một cái số người, người ta sẽ vào, người ta xin tiếp được. Có một số người xin mà thầy cũng cho họ về đó, là do đó cái số người này họ sẽ trở lại trong 1 tháng 10 năm đó. Thì coi như là chúng ta sẽ có những lớp trong một năm nay mà chúng ta học chúng ta thấy lớp chánh kiến có nè, chánh tư duy có nè, rồi chánh ngữ có nè. Cái lớp mấy con mà thầy cho lên đó là mấy con sẽ lên lớp chánh ngữ, còn cái lớp mà còn ở lại làm bài đây á thì sẽ lên lớp chánh tư duy. Bây giờ nó có thành hình, nó lần lượt nó đi thành hình, nó tới cái lớp chính định luôn, nó có một cái sự tổ chức dạy, nó đi lần lên, nó có từng lớp lên. À, tới cuối cùng mà nếu mà cái lớp chính định nó chỉ còn có một người thì người đó chứng đạo chứ sao. Còn mấy con có rớt lại thì mấy con ở lại cái lớp, ví dụ như là chánh niệm, mấy con ở lại thì chánh định, mấy con lên không được thì mấy con ở lại chánh niệm, thì tu một năm nữa, tu 3 tháng hay 6 tháng nữa, thì khi nào mấy con đủ tứ thần túc thì mấy con sẽ lên chánh định chứ gì, có gì đó. Mà chánh định thì tốt nghiệp ra trường, xong rồi thì ra trường thì cái lớp khác nó sẽ lên, nó thế vô nó học. Thì vậy chúng ta có 8 lớp liên tục, chúng ta có học sinh 8 lớp. Đương nhiên cái tu viện chân như nó sẽ trở thành 8 lớp học rồi. Còn bây giờ nó mới có được 2 lớp chánh kiến với chánh tư duy. Bây giờ mấy con sắp sửa lên chánh tư duy thì chúng ta ở đây có 2 lớp. Sau đó thì mấy con lại lên lớp chánh ngữ, thì cái lớp mà còn đang ở lại đây nó làm bài thì nó lên lớp chánh tư duy, thì chúng ta có 3 lớp. Các con thấy chưa? Thầy lần lượt thầy mở nó đi tới 8 lớp đủ đó. Thì mấy con thấy cùng đồng thời mấy con vô đây một lượt mà coi chừng có người người ta ở trên lớp chánh định, còn có người thì còn ngồi lớp ở chính kiến nữa là khá, chứ đừng nói tại vì mình không đủ khả năng thì mình không được lên. Mình lên trên đó cũng có làm gì đâu, tôi chơi chơi vậy thôi chứ có hình thức, rồi tôi cũng ngồi đại học kêu học đại chứ mà nó có được cái gì. Nhưng nó có kết quả gì đâu, tôi chơi chứ nó có kết quả gì đâu. Bởi vì cái kết quả nó cụ thể, nó rõ ràng, nó phải có tứ thần túc nó mới lên lớp chánh định, chứ còn nó chưa có tứ thần túc thì lên chánh định sao được. Thôi rồi ha, bây giờ mấy con hỏi gì vậy?